Ngày 26 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức truyền thông đối thoại trực tiếp với 40 hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2023 và hộ cận nghèo năm 2024 tại phường Vĩnh Mỹ. Tại buổi truyền thông đối thoại trực tiếp, đại diện các cơ quan đơn vị thành phố và phường Vĩnh Mỹ đã thông tin phổ biến về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ giáo dục y tế, chính sách về đào tạo nghề, hỗ trợ vốn vay cho các hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo. Sau khi nghe ý kiến của các hộ dân, đại diện các cơ quan ban ngành thành phố đã trả lời cụ thể từng nội dung ý kiến, giải đáp những thắc mắc liên quan đến các chính sách ưu đãi cho các hộ cận nghèo. Qua đó nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như hiểu rõ hoàn cảnh nhu cầu của từng hộ nghèo, cận nghèo để có kế hoạch tạo điều kiện giúp đỡ các hộ thoát nghèo một cách bền vững. Đồng thời tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tuyên truyền các gương điển hình sáng kiến, mô hình tốt về giảm nghèo để thúc đẩy nhân rộng và lan tỏa trong xã hội.